mời đại diện của ba câu lạc bộ và xin mời lên trao giải nhà văn Trầm Hương, phó chủ tịch hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đem lại niềm vui lớn, đáp ứng lòng mong mỏi của đa số hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và những người yêu thơ, chứng tỏ sức sống bền bỉ của thi ca trong đời sống đương đại. Là ngày hội thơ đúng nghĩa, là sân chơi chan hòa tình cảm, đầy sự thấu hiểu, sẻ chia và niềm hứng khởi. Cũng như mọi năm, ngày thơ không thể thiếu sự tham gia của các câu lạc bộ trên toàn thành phố. Hòa trong dòng chảy của thi ca thành phố, hoạt động thơ của các câu lạc bộ đem lại diện màu sắc thải riêng, đóng góp đáng kể, làm phong phú thêm tình cảm của người yêu thơ. Nhiều câu lạc bộ có bề dày hoạt động
có thành viên là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam. Những sinh hoạt câu lạc bộ đều có chất lượng chuyên môn tốt, tạo động lực cho từng cá nhân phát huy năng lực sáng tạo, có những tác phẩm chất lượng ngày càng được nâng cao. Kính thưa quý vị, lần này hơn 20 câu lạc bộ đăng ký tham gia, dựng hơn 24 lều thơ, bài trí nhiều phong cách, hầu hết bám sát chủ đề các vùng phương Nam với dấu ấn sáng tạo riêng. Từ chiều 14 tháng Giêng, các câu lạc bộ đã tham gia trình diễn thơ, ca nhạc, múa với khí thế sôi nổi, tươi vui. Theo nhà thơ Xuân Trường, thành viên ban tổ chức, có đơn vị đã nhận lều thơ từ tối 13 tháng Giêng nên sớm hôm sau đã trang trí xong. Sáng ngày 14 tháng Giêng thì đã khẩn trương nhận lều và trang trí. Tiếng cười nói và tiếng nhạc vang ra làm cho không gian thơ càng thêm rối rắm. Có những đơn vị đã tạo nên một cùng trang trí gần gũi, thân thương như là một gia đình đón xuân. Có những đơn vị đã trang trí thành một cái vườn xuân đa sắc màu, một ngõ xuân xôn xao và ấm áp. Có những đơn vị đã tạo thành nhiều cụm trang trí liên kết với nhau như cùng biển đảo, cùng phát triển công nghiệp, cùng môi trường chống úng ngập, cùng chống Covid. Có hình tượng đường tàu metro khởi hành và đã mở rộng không gian trang trí làm cho cảnh sắc xuân lung linh. Có mô hình con mèo gánh xuân đi vào năm mới sát với chủ đề các vùng phương Nam. Về phần tiết mục văn nghệ, có những đơn vị biểu diễn như là chuyên nghiệp đã khá rõ tài năng của cả câu lạc bộ và ghi dấu trong lòng công chúng. Một cái điểm nhấn sáng tạo của ngày thơ năm nay là chương trình sân khấu được thiết kế với nội dung hấp dẫn. Các trình diễn được sân khấu hóa với tính chuyên nghiệp mà vẫn giữ chất thơ, giữ cả tính sáng tạo từng phong cách tác giả. Các cái chủ đề trong phần lễ của ngày 15 tháng Giêng tại sân khấu chính nếu bật toàn cảnh Thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn 2 năm chống chọi với đại dịch bằng sự kiên cường vượt qua đau thương mất mát, là khát vọng vươn tới tương lai, khát vọng bình yên, khát vọng yêu thương với sự góp mặt của nhiều thế hệ nhà thơ, là những dòng thơ đầy khắc khoải thể sự của nhà thơ Nguyễn Duy, hay là đồng chất cổ điển thuộc nằm lòng người yêu thơ của thi sĩ Nguyễn Duy. Thì bước vào không gian của ngày thơ, nổi bật là hai kinh khí cầu với hàng chữ Ngày thơ Việt Nam 2023 khát vọng phương Nam. Người yêu thơ đi bên những poster trang nhà và ấn tượng vinh danh những nhà thơ đóng góp lớn cho phương Nam thời cận hiện đại và hiện đại như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Hồ Văn Nghiệp, Á Nam, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Bính, Bảo Đình Giang, Lê Anh Xuân, Trần Quang Long, Kim Trắng, Viền Phương với những cái đoàn trích điển hình. Năm nay, ngày thơ dành nhiều sân chơi cho thơ trẻ, khai mạc bằng hội thảo do Ban Nhà văn trẻ tổ chức với chủ đề Dòng thơ giữa phố, thu hút sự quan tâm góp mặt, trình bày nhiều ý kiến sâu sắc của nhiều thế hệ nhà thơ. Bên cạnh đó là sân thơ trẻ với chủ đề Góc nhỏ thành phố, trưng bày poster chân dung 18 nhà văn trẻ nổi bật của thành phố, trưng bày tác phẩm đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà thơ trẻ giao lưu, đọc thơ và tặng sách. Cùng tại ngày thơ, họa sĩ nổi tiếng Lê Sa Long đã về ký họa chân dung tặng các nhà thơ. Kính thưa quý vị, hai năm dịch Covid phản hành, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh không thể tổ chức ngày thơ, song ban cho phần hồi với sự năng động đã tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và bạn viết khắp cả nước, như là tổ chức cuộc thi thơ Ai Nguyên Tiêu năm 2021, đặc biệt là cuộc thi thơ Nhân Nghĩa Đất Phương Nam và cuộc thi bút ký Những Hy Sinh Thầm Lặng. Trong điều kiện dịch diễn biến bất thường, phải tạm thời cách ly xã hội và phòng chống dịch, thơ và bút ký vẫn đến với công chúng, lan tỏa tình yêu thành phố và đất nước, thắt chặt tình đoàn kết, chung tay cứu giúp những người yếu thế, những người mắc bệnh, ca ngợi những tấm gương thầm lặng quên mình, chấp nhận hy sinh để thành phố và đất nước vượt qua đại dịch. Năm nay ngày thơ được tổ chức trở lại, Ban chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp kinh phí cho ngày thơ được tổ chức xứng tầm, có cái chất lượng chuyên môn cao, đồ lan tỏa rộng và đến dự đồng nguyên những người sáng tác văn học nghệ thuật nói chung
văn chương nói lên thêm niềm tin và động lực sáng tạo. Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã bay vào dự và phát biểu đầy sâu sắc ân tình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lớn lao đó và tin rằng những hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam ngày Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được ghi nhận, đồng viên, hỗ trợ kịp thời. Dĩ nhiên trong quá trình tổ chức không thể tránh khỏi sai sót, không thể chu toàn mọi việc, song ban tổ chức với tinh thần cầu thị tiếp thu để những lần tổ chức tiếp theo được thành công hơn. Đến giờ này, về tổng thể có thể nói ngày thơ Việt Nam khát vọng phương Nam đã tổ chức chu đáo, vui tươi, ấm áp, chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng lòng mong mỏi của nhà văn và người yêu thơ thành phố. Đó cũng là một kết quả thành công và đáng khích lệ. Xin chân thành cảm ơn tất cả đã tiếp sức, hỗ trợ, đồng viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên ban tổ chức triển khai vận hành các hoạt động ngày thơ với sự đoàn kết đồng lòng, với tâm thế hứng khởi và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Xin chúc tất cả quý vị đại biểu, các nhà văn, nhà thơ, các quý khách, công chúng tham dự ngày thơ một năm mới an lành, dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn nhà thơ Bùi Văn Thảo, ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có một bài tổng kết rất là đầy đủ, rất là chi tiết và cũng rất là sát tất cả những cái nội dung chương trình trong hai ngày qua của chúng ta, cũng như là kể cả cái khâu chuẩn bị của các câu lạc bộ để tham gia. Như vậy thì như nhà thơ Bùi Văn Thảo nói đó, tính tới thời điểm này thì ngày thơ Việt Nam 2023 của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Và Cho Vũ Huyền xin được tuyên bố bế mạc ngày thơ Việt Nam 2023. Xin được mời tất cả các chủ nhiệm câu lạc bộ, trước hết là chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ lên đây để chụp hình cùng với các thành viên ban tổ chức. Vũ Huyền xin được mời thành viên ban tổ chức sẽ bước lên sân khấu để chụp hình và chủ nhiệm câu lạc bộ chụp, sau đó tất cả chúng ta sẽ chụp những cái bức hình thật đẹp để lưu lại. Năm sau chúng ta lại có thêm cảm xúc, thêm cảm hứng để chúng ta tổ chức những cái lều thơ thật là đẹp của câu lạc bộ mình. Dạ, xin được mời các thành viên của ban tổ chức lên sân khấu chụp hình cùng với chủ nhiệm các câu lạc bộ. Sau đó chúng ta sẽ chụp một tấm với tất cả các thành viên đang có mặt ở sân khấu này ạ. Xin được mời tất cả mọi người ạ. Mấy anh phía sau làm ơn nhón lên một chút nhé. À đúng rồi. Rồi đúng rồi, nhón lên một chút. Rồi 1, 2, 3 nhón lên. Cảm ơn chị đi đây.
Chị lên luôn cho đẹp chị. Dạ, trong mình xin nhờ các câu lạc bộ ạ, sau khi mà mình à, nhỏ nha, thì mình cố gắng để câu hát ở xung quanh các khu vực của mình để cái bộ phận vệ sinh sau đó sẽ đỡ cực hơn một chút ạ. Mong là mỗi người chúng ta một tay, chúng ta sẽ thu dọn các cái khu vực, đặc biệt là những cái chai nước ở xung quanh khu vực lều trại của mình, thì chúng ta thu dọn để cái bộ phận vệ sinh sau đó họ đỡ hơn ạ. Lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các câu lạc bộ đã tham gia cùng với chương trình đèn thơ của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đi ra đi, anh kia đi ra đi, anh đi ra đi. Lính không có giao nhiệm vụ mà cái nước vô. Cái ông đó là ông rổ nhất. Chị mặc áo đen. Đây nhắm mấy cái này luôn. Ôi giời, ảnh cho chị. Không thì không phải, cái đó là bỏ cái bên kia kìa. Đây nhớ nhá máy, sau đó kết Zalo. Nhá luôn đi. Xin phép. Quay. Rồi, giơ tay. Rồi, tôi lùi ra nha. Rồi, chụp nè, chụp. Chừng thôi, đóng cái này đóng. Rồi, xong. Ồ, anh không chụp anh. Chụp rồi. Nhanh.
Sát vô. Còn ai chụp nữa không? Thôi. Rồi, chụp mẹ nha. Em buồn hoa mắt nha. Anh đứng đây tắm cho. Tôi kết thúc luôn. Kết thúc rồi, đẹp. Bây giờ tôi chụp cái toàn cảnh sau tôi vô cái đặc tả là kết luôn. Rồi, nhìn anh Cường. Rồi, bây giờ tôi tới dành nha. Rồi, với tay chào. Xin chào ngày thơ Việt Nam Nguyên Tiêu. Ngày thơ Nguyên Tiêu Việt Nam năm 2023. Hẹn gặp lại năm sau. Xin chào. Xin chào tất cả quý vị. Rồi xong. Xong rồi. Cái tim nó đẹp. À đẹp lắm. Xong. Thôi bây giờ phải nghỉ ngơi, tối nay qua lễ hội bên kia mà.